chào các bạn, mình Tiền Tài Máy đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một chủ đề, đó là thiên tai. Gần đây đất nước Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều tin buồn khi chúng ta phải đón nhận rất là nhiều cơn bão khác nhau, đúng không? Một phần nguyên nhân tại sao hiện tượng lũ và sạt lở đất lại xảy ra thường xuyên như vậy, đó chính là do chúng ta đã mất đi một lượng rừng khá lớn. Có một sự thật rất là đáng buồn, đó là nếu như các bạn lên Google Earth hoặc là Google Maps nhé, các bạn tìm một địa điểm, đó là ngã ba Đông Dương, thì các bạn sẽ thấy biên giới giữa Việt Nam này, Lào và Campuchia. Hai nước Lào và Campuchia thì có một phần màu xanh phủ, đó là rừng của họ rất là bạt ngàn. Còn phía bên nước Việt Nam của chúng ta thì các bạn có thể thấy màu xanh kém đi rất là nhiều. Đó là do chúng ta đã mất khá là nhiều rừng do nạn chặt phá rừng trái phép. Thế thì rừng và cây có vai trò như thế nào trong việc phòng chống lũ cũng như sạt lở đất nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ làm một số thí nghiệm để tìm hiểu rừng và cây có vai trò như thế nào trong việc phòng lũ quét cũng như sạt lở đất nhé. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Thí nghiệm của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ mô phỏng lại một bờ núi mà sẽ bị mưa xối xả xuống. Sau đó chúng ta sẽ xem là mưa tác động đến đất như thế nào hoặc cây có thể bảo vệ đất như thế nào. Để thực hiện thí nghiệm này thì chúng ta sẽ cần chậu hoặc là chai 1,5 lít. Chúng ta sẽ cần đất, khá là nhiều đất đấy. Các bạn có thể mua cái đất mùn dừa ở siêu thị như là vậy này, hoặc là các bạn có thể lấy đất trồng cây mà chúng ta vẫn trồng cây chẳng hạn. Chúng ta sẽ cần thêm một số hạt giống mà có khả năng nảy mầm, như là hạt trồng giá này, hạt rau mầm này, hoặc là một số hạt đậu. Ok, vậy là chúng ta chỉ cần bấy nhiêu nguyên liệu thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu nhá. Nào, bắt tay vào làm nào. Việc đầu tiên chúng ta làm đó là có thể phủ đất lên 3 cái chậu. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những chai nước 1,5 lít dài như thế này. Và việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta cắt đi 1/3 phía trên của chai. Ta-da! Vậy là Tiền Tài Máy đã cắt đi 1/3 chai như thế này, đúng không? Và bây giờ việc của chúng ta đó là chúng ta sẽ cho đầy đất vào đây. Với một chậu đầu tiên, chúng ta sẽ rải các hạt giống đều ra. Ở chậu thứ hai thì chúng ta sẽ phủ một lớp sỏi mỏng lên bề mặt. Còn chậu thứ ba thì chúng ta sẽ không để gì cả, chúng ta chỉ để đất thôi. Bước thứ hai này sẽ hơi lâu một tí. Đó là chúng ta sẽ phải đợi. Chúng ta sẽ phải đợi khoảng 1 tuần để cho cây của chúng ta mọc lên. Để chúng ta đợi nhá, chúng ta cùng nhau đợi. Liền và có tán cây rất là xung xuê và hệ thống rễ cây chẳng chịt bám lấy đất. Một chậu thì chúng ta chỉ có những cái lá và sỏi rải trên bề mặt đất thôi, và còn một chậu cuối cùng là chậu chỉ có đất, không có gì cả. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một máy làm mưa. Đó là một cái vòi phun tưới cây. Chúng ta sẽ tạo ra những cơn mưa để tưới xuống 3 cái chậu này để xem là chậu nào có thể giữ được đất nhiều nhất. Bằng cách là chúng ta sẽ xem lượng nước chảy ra từ 2 cái vòi này. Và chúng ta sẽ cùng quan sát xem là nước chảy ra từ ống phía trên là ống gần mặt đất, hay là ống phía dưới là ống đặt dưới đất ngầm. Theo các bạn thì nếu như mà nước chảy ra ở phía đất ngầm thì sao? Và nếu như nước chảy ra ở phía trên bề mặt thì sao? Chúng ta hãy cùng quan sát và chúng ta thử suy nghĩ tại sao nhé. Ở chậu đầu tiên, với lá cây sùm và hệ thống rễ bám chặt lấy đất thì và nước chảy ở vòi phía dưới, tức là nhờ có cây mà nước chảy chậm hơn và có thời gian để ngấm xuống sâu dưới lòng đất. Và khi mà chảy ra thì vì rễ cây đã giữ lại hết đất rồi,
cho nên nước ra rất là trong đúng không nào? Còn chậu thứ hai, khi mà chúng ta đổ nước vào thì nước ra có một phần ở bên trên và chỉ một phần ngấm nước xuống dưới thôi. Và khi mà nước chảy ở phía bên trên, nó đã cuốn theo rất là nhiều đất, cho nên nước bắt đầu đục hơn rồi đúng không nào? Còn ở chậu thứ ba, khi mà chúng ta để đất trơ trọi không có gì, thì các bạn thấy chỉ cần một lượng nước vào thôi là tất cả bao nhiêu đất sẽ bị cuốn đi hết. Thế là bao nhiêu đất đai màu mỡ của chúng ta sẽ bị xối theo dòng lũ và đất trở nên siêu siêu bẩn đúng không nào? Thông qua một thí nghiệm đơn giản vừa rồi thì mình hy vọng các bạn đã có thể thấy được là cây đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống lũ lụt. Tán cây có thể cản được sự rơi của mưa và làm đỡ làm trôi đất. Các rễ cây thì bám dính chặt lấy đất và giữ đất cho chúng ta. Như vậy thì cái hiện tượng sạt lở và lũ lụt lũ quét sẽ xảy ra ít hơn. Vậy đấy, rừng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta hãy cố gắng bằng mọi cách bảo vệ rừng.